Nguyên nhân của những khó khăn là do phần lớn doanh nghiệp da dày ở thành phố Hồ Chí Minh lâu nay chỉ làm gia công, vốn ít, quy mô nhà xưởng nhỏ. Trong khi đó, muốn đầu tư xây dựng nhà xưởng với diện tích trên 1 hecta và trang bị máy móc hiện đại cho ngành da dày phải mất ít nhất cũng trăm tỷ đồng, vượt ngoài khả năng của doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay. Theo Hiệp hội Da dày Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp rất tích cực hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, tuy nhiên tài sản của doanh nghiệp phần lớn đã thế chấp hết, không còn khả năng tiếp cận thêm nguồn vốn mới để đầu tư xây dựng thương hiệu, chuẩn bị cho hội nhập TPP.